Mến chào các bạn và anh chị. Hôm nay cũng đến cái nơi quen thuộc là chỗ khu vườn anh Thanh á. Thì các bạn cũng có anh em và các anh á hỏi là cái địa chỉ ở đâu, là vị trí là ở Cồn Khương, Cần Thơ nha anh chị. Xin nhắc lại, thì hôm nay cũng gặp anh Thanh đây thì nhờ ảnh giới thiệu cho chúng ta một số cái cây mai đại lộc. Dạ em xin chào anh Thanh ạ. Dạ, chào anh em. Dạ, hôm nay giới thiệu gì anh ơi? Dạ, hôm nay em lên Đại Lộc thành phẩm cho anh em chọn mua về Tết chơi nha anh em. Dạ, Dạ. hôm nay mình được mấy chậu vậy anh ơi? Dạ, hôm nay được 10 cây Đại Lộc thành phẩm. Đây, hôm nay em sửa tàn được 10 cây. Dạ, như Dạ. vậy là cụ thể thì em nhờ anh Thanh giới thiệu cho anh em để giao lưu nha. Rồi, Dạ. xin mời anh ạ. Cây này nguyên cái cục đế đặt luôn, nguyên cái cũ nè nghe anh em. Nguyên cái cũ đẹp lắm nghe anh em. Dạ. Đó, nguyên cái cũ đặt luôn. Đó, cũ này hai tay em không hết nè nghe anh em. Đó, cái tay Dạ. mình đó nha bà con. Nguyên cái cũ đặt luôn đó nghe anh em. Cho anh em xem rõ luôn. Cái này là cái mã số 1, cái đây cho anh em xem rõ nha. Cái thước dây anh Cường ơi. Rồi, tạm thời cái này là cây có mã số 1 nha anh em. Trong khi chờ đợi anh Cường lấy thước dây thì chúng ta cho anh Thanh cho mình vài vòng để chúng ta xem rõ đó. Khi anh em mà mua về mình có lưu ý gì không anh Thanh ơi? Nước phân nhiều không anh? Dạ, cái này anh em mua về anh em cứ dỡ cắt xé cái Xé cái này ra. dạ xé cái chậu mũ này ra bỏ thì Dạ. nó nguyên cục đất, nó không có bị bể đâu nghe anh em. Dạ. Anh em sang qua cái chậu rồi anh em vô phân thêm, Dạ. anh em cứ tưới nước vô bình thường. Tưới nước bình thường. Dạ, ví dụ như cây mà cây thành phẩm gì đây mà em mỗi một cây em gửi cho khách hàng đó là em đóng một cái kiềng gỗ. Dạ, Dạ, em kiềng đóng cái gỗ. kiềng gỗ. À, em gửi cho anh em, ví dụ như cây nào mà đi xa quá khoảng 4-5 ngày á thì về mà nó có rụng lá chút đỉnh rồi đó Dạ. là cũng không sao cho anh em đừng có sợ. Dạ. Anh em cứ sang qua chậu đi, anh em tưới vô bình thường, tưới cho nó ướt bình thường, Dạ. anh em để vô mát găm găm vậy đó Dạ. là khoảng tuần lễ hoặc 10 bữa là nó đâm đọt lại. À Dạ. dạ Đó thì cũng thay mặt bà con cũng cảm ơn Thanh nhiều, cũng tư vấn cái cách mà chúng ta để về bảo quản, cách chơi cho cái đại lộc nó Vậy anh tốt. em sang chậu rồi anh em mua thuốc thuốc dưỡng anh em. Dạ. Dạ. Cái loại nào mà thuốc dưỡng, dưỡng rễ hoặc là dưỡng lá thì anh em cứ tưới vô bình thường. Dạ. Từng lại anh em tưới 1 lần vậy đó. Dạ. Là khoảng 10 bữa sau là cây nó đâm đọt lại. À. Dạ. Dạ. Rồi, như vậy là cho em cái thông số cái mã số 1 đi anh ơi. Cái này hoành thân 18 nè anh em. Dạ, cảm ơn anh, Hoành thân 18. 18. À. Rồi, tổng thể. Tổng thể chiều cao là 58 nha anh em. Dạ. Rồi, cảm À, ơn anh. từ đỉnh ngọn xuống tới cổ rễ là 58. Rồi, số 1 vậy là mình báo giá nhiêu anh ơi? Dạ, cây này mã số 1 là giá 2 triệu rưỡi nha anh em. 2,5 triệu nha anh em. Dạ. 2,5 triệu. Mã số 1 của ngày 23. Đây. Dạ. Rồi, mã số 1 nha anh em. Khi mà giao lưu anh em nhớ đọc đúng cái mã số cho anh Thanh giùm ạ. Rồi, hỗ trợ cái anh Cường. Cây này là cái phong nó lùn anh em. Bây giờ em dỡ ra tại vì em để gì đây quay anh em cái đế anh em coi không có rõ ha. Dạ. Đó, Rồi. em dỡ lên là nguyên cái cục đất là còn y nguyên nha anh em. Rồi, Đó. cục đất đây nha anh em. Dạ. Nói chung cái lô này là đế đẹp đẹp không nha anh em. Đế đẹp nha bà con. Dạ. Đó. Đây, gỡ đất, bộ đất đây. Nó nguyên cái bệ đế đặt luôn nha anh em. Cây này giờ anh em để chậu chữ nhật cũng được mà anh em vô cái chậu lục giác cũng được. Đó, Tết anh em để ngay đầu bàn khách chơi đẹp. Dạ. Rồi, cũng khá rõ nha anh em. Cây Cây này ví dụ như em
có ship cho khách hàng thì em cũng dỡ ra, em lấy băng keo em quấn cái bầu lại nó cứng. Dạ, rồi em đóng kiện gỗ em gửi, chứ không có gửi luôn chậu nghe anh em. Gửi luôn cái chậu này thì nó phí nó nặng dữ lắm. Dạ, kèm theo cái này thì nặng nghe anh em. Dạ. Dạ. Vậy là chỉ là gỡ ra rồi đóng cái bầu đất này thôi. Dạ, em quấn bao lại, quấn băng keo kính lại rồi em đóng cái kiện gỗ em gửi. Dạ. Dạ. Rồi, cho em cái thông số, cái số 2 đi anh ơi. Số 2 này hoành thân 18 nha anh em. Hoành thân 18. Dạ, dạ, cảm ơn anh nhiều ạ. Rồi, tổng thể các anh. Dạ, tổng thể chiều cao là 52 nha anh em. 52. Dạ. Dạ. À, cây này cây dán lết chứ không phải dán trực nha anh em. Lết. Dạ, dán siêu. Cục đế rất là đẹp. Rồi, cảm ơn anh. Như vậy là cây số 2 này báo giá luôn anh ơi. Cây số 2 này cũng đồng giá 2 triệu rưỡi nha anh em. 2 triệu rưỡi nha bà con. Rồi, hỗ trợ giùm cái anh Cường luôn. Cây số 2 giá 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi. Anh em nhớ đọc đúng cái mã số giùm Minh Thanh nha bà con. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn. Số 2 và số 3 lên ạ. Số 3 nha anh em. Cây có mã số 3. Chung 10 cây Đại Lộc thành phẩm này là em mới làm tàn ngày hôm nay luôn đó nghe anh em. Rồi, tươi dạ, nguyên luôn. Dạ. Cây này em dỡ ra em quay cho anh em coi rõ luôn. Đó, đế đẹp đẹp không nghe anh em. Đế đẹp. Dạ. Cây nào cũng đế cục đặc 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 gì hết nè. Rồi, xoay xoay. Khi đi đóng kiện hàng theo cái bầu đất này luôn nha anh em. Dạ, cũng khá rõ. Cái này là mã số 3 không anh? Dạ, mã số 3. Số 3 nha anh em. Dạ, cho em cái thông số ạ. Cái này hoành thân 15 nha anh em. À, 15 nha bà con. Dạ, mini. Dạ, mini. Dạ. Rồi, tổng thể cái này. Tổng thể chiều cao là 48 nha anh em. 48. Dạ. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Mã số 3. Rồi, báo giá số 3 luôn anh ơi. Dạ, cũng đồng giá 2 triệu rưỡi nha anh em. 2 triệu rưỡi luôn bà con ơi. Dạ. Anh em nhớ đọc đúng giùm mã số 3 nha anh em. Mã số 3. Dạ, mã số 3. Đây. Rồi, thêm dòng và hỗ trợ cho số 4 lên anh Cường ơi. Rồi, cây có mã số 4 nha anh em. Cây này tàn bự lắm nghe anh em. Dạ, tàn bự. Dạ. Tàn bự mà cây này nó cũng lết, nó cây rắn thú luôn nè nghe anh em. Để em quay xong rồi em dỡ cái cây lên em cho anh em coi cái bộ đế với cái thân đó. Dạ. Cái cây này là cái tàn nó cũng khoảng một ôm em nè nghe anh em. Đó đó tàn, đó, đó 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 anh em. Tàn bự lắm nghe anh em. Quá bự luôn. Dạ. Rồi em dỡ ra luôn. Rồi rồi dỡ ra anh ơi. Đó, cây là về anh em mua về anh em cũng trồng anh em dỡ ra gì nè. Dạ. Anh em mua cái chậu năm. Mà cây này anh em vô cái chậu chữ nhật nó đẹp lắm nghe anh em. Đó rồi anh em đặt vô rồi anh em vô phân thêm. Như là tư vấn chậu luôn dạ. Đó nha bà con. Đây cái này em phủi phủi cái lớp đất mặt này ra cho anh em coi bộ đế nè.
Đó. Cây này cây gián thú luôn nè nghe anh em. Thú luôn. Nó rễ nè có giò trước, giò sau đồ đầy đủ hết trơn nghe anh em. Thú luôn rồi con ơi. Dạ. Đài lộc. Đó, cây này mình nó nằm gián thú nè nghe anh em. Có chân cẳng đồ đầy đủ nghe anh em. Đây cho bà con mình xem rõ nha. Dạ. Quay quay quay. Cây này giờ anh em vô cái chậu chữ nhật 40-60 nghe anh em. 40-60. Dạ. 40. Bề ngang 40, dài 60. Rồi cũng cảm ơn anh Thanh. Hoặc là 40-55 cũng được nha anh em. 60 thì nó hơi dài và 40-55 cho bà con chơi ha. Dạ. Nó cục đế đằng sau nè nè anh em. Đế đằng sau này nhiều lắm. Nằm gián thú bỏ giò đồ rõ ràng anh em. Cái này là mình ship toàn quốc không anh? Dạ em ship toàn quốc. Dạ. Dạ. Ừ, mà ship là giữa anh với khách thôi. Cái giá em báo giá công khai là em bán cái giá tại vườn anh em. Dạ. Dạ, anh em nhớ nghe kỹ giùm em rồi. Tại vì em cái giá em bán tại vườn cái giá này rồi khi mà em ship cây cho khách đó. Dạ. Là em cũng thuê người ta đóng cái kiện gỗ một cây gì đây là cái kiện gỗ cũng gần 200 ngàn rồi đó nghe anh em. Dạ. Dạ. Thì em hỗ trợ cái phần đó. Vậy là dạ. Khá đắt cái kiện gỗ nha bà dạ. Con. Tiền công với tiền gỗ là gần 200 đó nghe một cái đó nghe anh em. Dạ. Tại bảo vệ, lý do là bảo vệ những cái cành này nè bà con. Dạ. Đó. Cây này nếu mà đóng thùng xốp đồ với thùng giấy đồ là bị gãy nhánh hết nghe anh em. Chúng ta phải bảo vệ cái tàn tới tay dạ. Người tiêu dùng á. Cây như vậy đây mà gãy một nhánh là nó uổng lắm, nó chống một lỗ. Cho anh em xem rõ luôn ở trên xem xuống nè. Rồi số mấy vậy anh Cường? Số 4. Dạ. Cây có mã số 4 nha anh em. Cây này hoành thân 19 anh em. Dạ, hoành thân 19. Dạ, 19 này. Rồi, tổng thể các anh ơi. Tổng thể chiều cao là 54 anh em. Dạ, dạ, cảm dạ. Ơn anh nhiều ạ. Khá rõ. Vậy là mã số 4 và anh báo giá luôn anh ơi. Mã số 4 cây gián thú này là giá 3 triệu nha anh em. Rồi, gián thú nha bà con. Dạ. Mong rằng anh em thích thì chúng ta sẽ gọi điện thoại giao lưu hoặc là những cái anh các chú rồi đó ở địa bàn Cần Thơ thì chúng ta đến Cồn Cương để tham quan hoặc là có thể lựa chọn theo ý mình tại vườn luôn. Rồi, mã số 4 giá 3 triệu. Mã số 4 nha bà con. Mã số 4 là cây gián thú nha anh em. Số 4 gián thú. Dạ. Dạ, cảm ơn anh ạ. Rồi, hỗ trợ các anh Cường ơi. Số 4, rồi, số 5 lên anh ơi. Đây, số 5 nha anh em. Số 5 là cây này một thân một cốt, dáng trực lắc nha anh em. Đó, dáng trực lắc, cái thân nó lắc rất là đẹp, gió cây luôn. Đây là cây có mã số 5 nha bà con. Đó. Cây này cục đế cũng rất là đẹp nha anh em. Dạ. Tại vì em trồng em lắp cái đế cho nó hơi sâu một chút cho nó ấm bộ rễ á. Dạ. Giờ em quay clip cho anh em coi thì em bư bư ra cho anh em thấy đế cho nó rõ nha. Giờ anh em trồng anh em vô phân thêm. Đó, cây này cái gốc nó nằm nó ngoái nhìn ở ngoài nhìn rất là đẹp nha anh em. Khá là ok nha bà con. Đó, dạ. Nó nguyên cục đế nè nghe anh em. Đây, nguyên cục đế đây. Dạ. Đó.
Nó nguyên cục đế ở đây đặt luôn nha anh em. Đế đặt luôn. Dạ. Đó. Thì cây này cái dáng nó là dáng trực trực lắc nha anh em. Dạ, một thân một cốt luôn. Trực lắc nó giót ngọn luôn nha anh em. Tàn cũng khá bự nha. Vậy là những cái chậu đại lộc này là về là năm nay là 2020 là chơi là hoành tráng luôn anh. Dạ đúng rồi. Hoành cái này tráng là... luôn nha anh em. Cái này là nói chung em xử lý phân thuốc đồ là nó vô nụ hết rồi đó nghe anh em. Dạ. Anh em về là chỉ sang chậu anh em tứ nước thì khoảng nửa tháng hoặc 20 ngày anh em thêm phân nó lần. Thì nếu mà phân thuốc đồ đó thì anh em nếu mà mua cây của em có số điện thoại của em đó, cái nào anh em không rõ đó thì anh em cứ điện thoại trực tiếp em tư vấn cho anh em. Hotline luôn đó nha anh em. Dạ. Mọi thắc mắc đều anh Thanh sẽ giải thích cho anh em. Rồi mã số 5 anh ơi, mã số 5. Mã số 5 hoành thân 16 nha anh em. Dạ, hoành thân 16. Dạ, dạ. Rồi, tổng thể cái anh ơi. Tổng thể chiều cao là 68 nha anh em. Rồi, khá rõ. 68. Dạ. Cho em cái mã số đi anh, và dài dòng đi anh ơi, dài dòng đi. Dạ. Rồi. Xin nhắc lại cây có mã số 5. Mã số 5 này giá 2 triệu rưỡi nha anh em. 2 triệu rưỡi luôn nha anh em ơi. Mong anh em đọc đúng cái mã số. Dạ, cho anh Thành đây, lấy mã số 5. Đúng cây nha anh em. Dạ. Số 5, 2 triệu rưỡi. Dạ, cảm ơn anh. Ok, như vậy để em ship code cho anh em là em bó cái chậu này vô lại, em lấy băng keo em quấn bít lại rồi em đóng kiện gỗ em gửi cho anh em đó nha anh em. Dạ, đó, dạ. Vậy đây, em quấn băng keo bít lại luôn. Đó, giờ anh em xé cái bọc ra, anh em sang qua cái chậu, anh em vô phân thêm. Đó. Dạ. Mong anh em thích, năm nay sẽ hoành tráng đây. Dạ, mã số 5 giá 2 triệu rưỡi anh em. Dạ, mã số 5. Rồi, dạ, số 6 lên anh ơi. Số 6 nha anh em. Xoay. Dạ, anh cho chúng ta dài dòng nha anh em. Cây này cũng cái cây dáng lết nè nha anh em. Khá là ok nha anh em. Đó, lấy ra luôn đó. Nói chung là cái lô cây này là cây nào cũng đế đẹp hết trơn nha anh em. Dạ. Dạ. Tại vì cái hàng này hồi đó phôi là em đó lựa em chọn cây đế đẹp không à, em mới ghép. Dạ. Thì đế đẹp rồi mình ghép sau này nó thành phẩm rồi mình bán nó cũng dễ hơn mấy cái cây mà đế thường. Đó anh em thấy đế cục nguyên một cục đặc luôn nè nghe anh em. Nguyên cục luôn bà con ơi. Dạ. Mấy cái mẫu cây này thì giờ anh em sang qua cái chậu chữ nhật nó hợp hơn cái chậu tròn anh em. Còn mấy cây mà anh em vô cái chậu tròn là anh em chọn những cây dáng trực lắc. Dạ. Dạ, thì vô cái chậu tròn nó hợp hơn. Còn mấy cây dáng siêu dáng lết này thì vô chậu chữ nhật nó đẹp hơn. Quá đã bà con ơi. Dạ. Cây này tàn nó cũng bự lắm nghe anh em. Đó. Đó, anh Thanh nó ôm nguyên luôn rồi bà con. Dạ. Cái cây này là tàn lớn không đó. Ôm em nó không giáp nữa đó không nghe giáp em. Luôn nghe bà con. Dạ. Dạ. Quá đã. Vậy là cây này có mã số 6 nha bà con.
Cây này hoành thân 22 nha anh em. 22. Dạ, hoành thân 22. Dạ, tổng thể các anh ơi. Tổng thể chiều cao là 50 nha anh em, từ 50. Đỉnh ngọn tới cổ rễ là 50. 50, dạ. Cây này mã số 6. Số 6 anh ơi. Dạ, số 6. Số 6. Cây này số 6 cũng đồng giá luôn 2,5 triệu nha anh em. Dạ. 2,5 triệu nha bà con. Dạ đây, số 6 2,5 triệu. Rồi, mong anh em đọc và đúng cái mã số cho anh Thanh nha bà con. Dạ. Tiện giao hàng đúng cây cho anh em chơi đó. Dạ, rất cảm ơn anh em. Cây này hoành thân là 22 luôn nha anh em. Dạ. Cũng khá bự á. Quá rồi, ok rồi anh em ơi. Dạ rồi. Rồi, cho số 7 lên anh ơi. Anh em này mua nguyên lô anh Thanh đánh khuyến mãi cho bùn chuối nè. Cái này bữa nay là clip em quay ở trong vườn luôn nha anh em. Mọi bữa em quay phôi thì ở ngoài trước lộ. Đúng rồi, còn này dạ, bữa nay là em quay tại trong vườn luôn. Dạ. Nhờ cái bụi chuối này nó mát không gài, em ngồi ở dưới gốc chuối này em sửa tàn nó cũng đỡ nắng à. Cái này là bụi chuối huyền thoại nha anh em. Rồi em dỡ ra cho anh em coi đế luôn rồi, nha. Rồi dỡ luôn, dạ. Đó. Cục đế quá đẹp luôn nha anh em. Dạ, xoay đi anh ơi, xoay xoay. Dạ. Xoay. Rồi. Tàn này cũng khá bự đó nha anh em. Khá bự nha bà con. Chung là tàn mà không một ôm không đó. Nè. Đó. Đó. Đó anh Thanh ôm thử giới hạo cho bà con xem đó. Dạ, dạ. Khá rõ. Dạ. Nhỏ chứ tàn lớn không nha anh em. Bông tết bông nhiều lắm. Nó đế thì mấy cây này nói chung là cái lô này là như em nói lúc đầu đó là đế đẹp đẹp không đó nha anh em. Cây này đế nguyên một cục luôn nè. Dạ. Dạ. Rồi, mã số 7 này cho em cái thông số anh ơi. Số 7 này hoành thân 17 luôn anh em. Dạ, 17 anh ơi. Dạ. Rồi, cái tổng thể à. Tổng thể chiều cao là 53 nha anh em. 53. Dạ. Rồi, cảm ơn anh. Rồi mã số 7 này cũng đồng giá luôn 2,5 triệu nha anh em. Rồi mã số 7 nha bà con. Dạ. Mã số 7. Mong anh em đọc đúng cái mã số và cái địa chỉ của anh Thanh ở vườn là Cồn dạ. Cương Cần Thơ. Mã số 7 giá 2,5 triệu. Anh em ở Cần Thơ thì chúng ta sẽ đến để tham quan. Và có nhu cầu thì chúng ta có thể lựa những cái chậu đại lộc này về với gia đình cho Tết 2020 này nó hoành tráng luôn. Rồi em cảm ơn anh ạ. À. Giờ cho số 8 lên anh ơi. Đây thì có mã số 8 nha anh em. Rồi anh dỡ luôn cho bà con xem đây. Cây này nó cũng na ná giống như cây thú kìa nha anh em. Dạ. Mình nó cũng nằm dài, nó cũng có giò trước giò sau đồ nào đó, nó cũng khá ổn nha. Lai lai yeah. Giống như cây thú vậy đó nghe anh em. Quá ok đây. Dạ. Nói chung là cây nào cũng đế đẹp hết. Cho anh em xem từ trên xem xuống nha anh em, tổng thể luôn. Dạ, cây có mã số 8, nhờ anh cho cái thông số anh ơi. Nhiều anh ơi.
Mã số 8 này là hoành thân 20 nha anh em. 20 nha bà con. Dạ. Dạ. Rồi, cái chiều dài. Không thể chiều dài là 64 nha anh em. 64 nha bà con. Dạ. 46, 46. 46. Dạ, 46. Xin lỗi. Dạ. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Cho em cái mã số 8. Mã số 8 này cũng đồng giá luôn 2 triệu rưỡi anh em. Đồng giá anh em ơi, đồng giá. Dạ. Cũng có một lời cảm ơn anh em đã ủng hộ trong thời gian vừa qua ở khu vườn của anh Thanh, thì mong rằng anh em cũng tiếp tục ủng hộ. Rất cảm ơn anh em về điều đó. Dạ, chúc sức khỏe anh em, hạnh phúc bên người thân. Dạ, cây của mã số 8 nha anh em. Dạ, cho em số 9 lên anh Cường ơi. Số đẹp nha bà con. Cây mã số 9 này là cây giảo Tân Phú nha anh em, chứ không phải cây Đại Lộc nha anh em. Dạ. Thành anh giới thiệu cho gõ đó. Dạ. Cây giảo Tân Phú thì bông nó cũng 12 cánh đó nha anh em. Cây này đế cũng đẹp lắm nha anh em, một cục nữa nha anh em. Rồi, anh dở lên cho mình xem luôn nha bà con. Dạ. Đó, nguyên cục đế luôn. Cây số 9 là cây giảo Tân Phú nha anh em. Dạ, giảo Tân Phú. Dạ. Cho anh em xem gõ nha anh em. Đó. Anh em xem rõ và đọc đúng cái mã số cho anh Thanh để anh lựa đúng cây giao cho anh em. Tại mà khi ship hàng đi xa phải giao đúng cây, đúng địa chỉ nha anh em. Rồi, cây có mã số 9 này như vậy là cho em cái thông số anh ơi. Dạ, nhiêu anh? Cây này hoành thân 22 nha anh em. Dạ, hoành thân 22. Dạ, cho em cái tổng thể anh ơi. Không thể chiều cao là 54 nha anh em. 54 nha bà con. Dạ. Dạ, dạ. Dạ, xin một vòng và cho cái... Cây số 9 này cũng giá 2 triệu rưỡi luôn nha anh em. Cây số 9 nha bà con. Dạ. Cây số 9. Cây số 9 là cây giảo Tân Phú nha anh em. Giảo Tân Phú. Bà dạ. Con nhớ rõ cây số 9 là giảo Tân Phú nha bà con. Dạ. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều ạ. À. Dạ, cho em cái số 10 lên anh ơi. Số 10 nha bà con. Đó, cây số 10 này, cây trực thẳng này thì anh em về anh em vô cái chậu lục giác hoặc là bát giác nha anh em, hoặc là mấy cái chậu men tròn á. Dạ, nó đẹp hơn nha anh em. Nó nguyên cục đế đặt luôn nha anh em. Nguyên đế đặt luôn. Dạ. Quá đã anh em ơi. Dán trực thẳng luôn nha anh em. Thẳng luôn. Tàn cũng khá bự á. Rồi, như vậy là anh Thanh cho mình cái thông số nha anh em. Dạ, cây này hoành thân 18 nha anh em. Dạ, hoành thân 18. Dạ. Rồi, tổng thể. Tổng thể chiều cao là 52 nha anh em. Dạ, 52. Dạ. Khá rõ. Rồi, cây này là mã số 10. Cây mã số 10 cũng đồng giá hết là 2 triệu rưỡi nha anh em. Dạ. Nói chung 10 cây này là đồng giá 2 triệu rưỡi, chỉ có ăn cây gián thú là giá 3 triệu thôi nha anh em, còn như là đồng giá 2 triệu rưỡi. Rồi như vậy là anh cho em cái thông số anh ơi, cái mã số chứ, mã số 10. Dạ anh em và bà con nào mà có thích thì chúng ta gọi giao lưu cùng anh Thanh nha bà con.
Số 10 giá 2,5 triệu. Và ví dụ như có anh em nào mua nguyên lô này rồi sao anh? Có khuyến mãi gì không ạ? Dạ nguyên lô thì em có thể thỏa thuận, anh em mình thỏa thuận em hỗ trợ 50 tiền phí ship. Dạ. 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 Còn cái phần kiện em đóng, em hàng em gửi cho khách đó, thì cái phần đó là em đã bao cho khách rồi. Dạ. Dạ không có tính tiền đó vô cho khách nha anh em. À, như dạ. Vậy là mọi cái thỏa thuận đều phải gọi điện thoại đến anh Thanh để biết rõ hơn chi tiết nha anh em. Dạ. Còn như anh em muốn mua cái số nhiều để Tết anh em kinh doanh bán lại thì anh em chịu khó tới vườn. Tới vườn. Dạ. Dạ. Thì coi cụ thể anh em mình thỏa thuận giá cả. Dạ. Dạ. Cái đó thì nó dễ hơn. Dạ. Rồi, mọi chi tiết chúng ta nếu mà có gì phải liên hệ với anh Thanh liền để có thông tin kịp thời. Rồi, cũng đã 10 phôi, 10 cái chậu đại lộc rồi đó. Cuối video rồi cho anh Thanh cho lời chào bà con mình cái anh ơi. Dạ thì mấy lúc nay thì anh em cũng có ủng hộ em cũng khá nhiều. Dạ. Em cũng rất cảm ơn anh em. Dạ dạ. Dạ cũng mong rằng anh em cũng tiếp tục ủng hộ em. Dạ. Thì hôm nay em lên 10 cây đại lộc thành phẩm này thì ngày mai có thể là em có lên một số cây lớn hơn. Dạ. Dạ và giá tiền nó hơi cao hơn chút. Dạ. Điển hình như mấy cây như gì? Đó. Tùy theo tình hình nha anh em. Dạ. Mấy cây này là hoành thân 30 mấy không nè anh em. Dạ. Đó, mấy cây này nè. Nó tàn lớn lắm, tàn thông không, nó một thân một cốt đó nha anh em. Đó. Ngày mai là em sửa một số tàn cây này thì có thể em up lên clip cho anh em coi, anh em chọn. Dạ, dạ, dạ. Cũng tùy theo giá, tùy theo cái cây để có giá dạ. Nó khác nhau nha anh em. Với mấy hôm nay là nói chung em cũng hứa lên clip đại lộc thành phẩm với anh em. Dạ. Nhưng mà mấy cái lô kia thì lái người ta lại tới vườn người ta đã mua hết rồi. Dạ. Dạ, thì thử ra em làm cũng không có kịp. Với hai nữa là cái vườn của em bây giờ đang vô vụ, anh Hòa quay mấy cây này cho khách coi dùm em là không cái gà chỗ cũng... mà đang bẻ với chì đó phải không ạ? Dạ em cũng đang sửa tàn một số rồi đó anh. Rồi. Dạ. Là nói chung là lúc này công việc em nó cũng hơi lu bu quá. Thì em chừa ra được cái thời gian khoảng nào thì em sửa tàn mấy cây đại lộc thành phẩm này em úp lên em bán cho anh em chơi. Đây nha bà con. Dạ. Theo lời của anh Thanh nói là hôm nay cũng đã vào vụ rồi đó. Bẻ uống khá là nhiều đây. Rồi cũng tổng thể cho anh em xem nha. Dạ. Mấy hôm nay là mấy cây nhiều. Này là tàn lớn ở trong vườn không đó nghe anh em. Tàn lớn không đó. Dạ. Thì thành thử ra em chiết cái thời gian ra rảnh được lúc nào thì em tranh thủ em sửa dây mấy cây đại lộc này em up lên cho anh em. Dạ. Không gà em biết anh em cũng có mong chờ đợi. Chờ phải không? Dạ, chờ, mong anh chờ. Quá trời luôn. Dạ. Tìm. Rồi, như vậy dạ. Là cuối video chào cái anh ơi. Chào dạ, bà con mình. Dạ. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Anh em nhớ đăng ký kênh và ủng hộ em tiếp tục nha. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Thay mặt anh em cũng cảm ơn anh Thanh nhiều. Đã cho những cái cây đại lộc đẹp để anh em có thể giao lưu.